tháng 10 năm 2020, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ xuất viện cho cặp song sinh Diệu Nhi, Trúc Nhi. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Y tế, 93 thành viên trong ekip phẫu thuật tách dính đến từ Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Chợ Rẫy, Chấn thương chỉnh hình, Xuyên Á, Bệnh viện Mắt, cùng với các mạnh thường quân và toàn thể nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Dự kiến là vào tháng sau thì sẽ tiếp tục được phẫu thuật chỉnh hình các cơ quan cho hoàn chỉnh. Theo ước tính trên thế giới, tỷ lệ song sinh dính nhau là 1/200.000 trẻ sinh sống. Ca phẫu thuật huy động sự tham gia của 93 y bác sĩ, nhân viên y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đến gần 19 giờ tối 15 tháng 7, ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền kéo dài hơn 13 giờ thành công tốt đẹp.